sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Sống từng giây như như ấy.
sa Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng ta đang học lễ vở cái phẩm Tứ Thánh Đế thứ 8. Thì rồi chúng ta đã học hết cái phần khổ tập Thánh Đế. Chúng ta đọc lại cái đoạn này. Chư Phật tử, khổ tập Thánh Đế cõi ta bà này, hoặc gọi là trói buộc, là diệt hoại, là ái trước, là vọng niệm, là thú nhập, là quyết định, là lưới, là hí luận, là tùy hành, là gốc của điên đảo. Chư Phật tử, khổ diệt Thánh Đế cõi ta bà này, hoặc gọi là vô tránh, là ly trần, là tịch tịnh, là vô tướng, là vô một, là vô tự tánh, là vô chướng ngại, là diệt, là thể chân thật, là trụ tự tánh. Chúng ta đến cái phần thứ ba trong Tứ Thánh Đế là ngừng diệt đế. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù cũng khéo sử dụng cái từ để chúng ta thấy là khổ diệt Thánh Đế. Mới đầu là khổ Thánh Đế trong cõi ta bà, rồi khổ tập Thánh Đế trong cõi ta bà, và tới cái nữa là khổ diệt Thánh Đế trong cõi ta bà. Tức là cái từ ngữ ở đây Ngài Văn Thù dùng rất khéo, như hồi đầu chúng ta nói, cái nhìn của cõi ta bà này đối với các vị thánh. Các vị thánh nhìn trong cõi ta bà này là gì? Là khổ. Ta bà là một cái gì đó nó hết sức là bất ngặt, hết sức là khó khổ, ta bà không có vui. Thì vậy là vị thánh nào cũng thấy rất rõ điều này. Nhưng ở đây Ngài Văn Thù thấy những cái nguyên nhân, những cái khổ thế gian, những nguyên nhân khổ thế gian rồi. Và bây giờ sau khi những người đã thấy sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ, thì người ta sẽ nói lên cái sự thật của cái người thoát khổ. Rất rõ ràng đối với các vị thánh, và nhất là cái lý luận ở trong bản kinh Hoa Nghiêm,
thì luôn luôn nói cái chuyện của chúng sanh sinh tử luân hồi, thì Đức Phật lại nói cái chuyện giải thoát. Cái cõi giới của chúng sanh thì liền nói tới cõi giới của chư Phật. Đó là một sự thật của hai mặt. Thì ở đây trên cái lý luận của Tứ Diệu Đế chúng ta cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà với trí tuệ của các vị giải thoát thì không phải nói đến cái tứ đế và cái đầu tiên là nói cái khổ đế. Có rất là nhiều người, có rất là những cái lý luận ở bên ngoài, họ cho rằng là đạo Phật có một cái gì bi quan trên cái bài giảng căn bản, nền tảng của giáo lý Đức Phật, thì cái câu đầu tiên gọi là khổ. Thì như vậy là nói lên cái khổ, một là thể hiện một cái gì đó rất là bi quan, cái thứ hai là giống như làm cho người ta chán cái cõi này để người ta bỏ thế gian, người ta đi theo đạo Phật. Thì những người này là những người hoàn toàn không có hiểu biết gì về chân lý, về sự thật đối với đạo giải thoát. Chúng ta giống như một cái vị thầy giỏi để khám bệnh, khi mà bắt mạch thì phải xác định người ta bệnh gì, đúng không? Xác định được bệnh gì người ta mới cứu được cái bệnh đó. Chứ nếu mà một thầy thuốc mà không thấy được bệnh gì và không thấy nguyên nhân để sanh bệnh thì ông thầy thuốc đó không bao giờ giải được cái bệnh của người đó. Đây là một cái chuyện rất thật. Thì khi một vị thánh thấy rõ cõi thế gian này, chuyện khổ, chuyện vui của thế gian nó như thế nào, thấy rất rõ, và những cái nguyên nhân để dẫn tới khổ vui Đức Phật thấy rõ. Thì như vậy là với cái trí tuệ của Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật, với cái nhìn của cái người giác ngộ giải thoát, thì họ nhìn thấy rõ là thế gian, cái bản chất của thế gian nó vốn dĩ là như vậy. Các vị nói lên có nghĩa là nói lên sự thật của khổ. Thật ra trên cái phương diện mà lý luận ở kinh Tứ Diệu Đế thì thường ở trong đạo Phật hay để một cái biểu tượng, chúng ta hay nói tới nói lui hoài là cái biểu tượng chuyển pháp luân á, 12 công á. Thì rõ ràng là Đức Phật chỉ đây là khổ, tức là thị chuyển, đúng không? Thị chuyển, thị có nghĩa là chỉ ra sự thật, vạch bài cái sự thật. Và ở đây không có nói hơn, không có nói kém, mà có những người đã sống trong thế gian này rồi vẫn chưa thấy cái khổ mà mình đang cô mang nữa, đang vướng và là mình đang bị dính mắc ở trong đó, mình đang bị lẫn quẩn ở trong cái khổ, mình không có lối thoát, mà đôi lúc mình cũng không thấy. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cái nguyên nhân để dẫn tới khổ đau, chính bản thân mình rõ ràng không phải là người giác ngộ cũng không thấy hết được. Đây là một sự thật thứ hai. Và tới cái sự thật thứ ba là gì? Là sự Phật ở ngoài tất cả những cái khổ này cũng là sự thật. Thì vậy là cái sự thật đó nó vốn dĩ có ở trong thế gian này, cho nên ở đây dụng từ là khổ diệt thánh đế ở trong cõi ta bà. Đây là cái từ ngữ rất rõ ràng là khổ diệt thánh đế trong cõi ta bà này. Còn cõi khác là chuyện khác à. Cõi khác thì không biết là chư Phật có dùng cái tứ đế để làm cái nền tảng giáo lý hay không. Nhưng mà cái việc giác ngộ giải thoát thì là một cái lối lý luận khác, cái loại ngôn ngữ của loài người của mình. Thật ra ở đây trong cái khung khổ nhìn của một cái vị thánh nhìn cõi ta bà, chúng ta nên thấy như vậy. Còn với nhìn của các vị thánh thì chắc chắn là không có chuyện khổ rồi. Thánh thì nhìn cái khổ, cái vui trong trần gian đó là một cái gì đó nó với cái lý luận của Đại Thừa thì nó nhìn khác lắm. Không có nhìn khổ giống như mình, không có nhìn nguyên nhân của khổ giống như mình, mà tất cả những cái hiện tướng xảy ra đối với chư thánh đều là ảo tưởng. Mà những cái hiện tướng đó là tướng thật của vạn pháp. Thì tướng thật của vạn pháp với cái nhìn của chư thánh thì nó không còn ảo, nó không còn là thật nữa, mà nó là thật tướng. Thật tướng là trở thành vô tướng, vô tướng là nó hiện rõ tướng có và tướng không. Thật ra mỗi lần mà rõ được tướng có là và tướng không, có nghĩa là mỗi một lần hiện cái thật tướng, chúng ta mới thấy cái điều này. Thì như vậy là có tướng khổ, có nguyên nhân của khổ và có cái sự thật không khổ.
ở cái phần diệt đế này, chứ không phải là tu mới được cái diệt đế là hoàn toàn không có. Rồi chúng ta phải thấy cái lý luận này để chi? Để chúng ta thấy rằng cái sự thật không khổ nó vẫn hiển hiện ở trong cái cõi ta bà, chứ không phải là đi đâu, không phải về đâu và không phải làm cái gì. Vì vậy là khi mà học để mình thấy cái như thật của cái khổ, đúng không? Gọi là như thật của khổ đế. Học để chúng ta thấy như thật cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ đau, và học để chúng ta thấy cái như thật hiện có không khổ. Chứ không phải là học được cái không khổ rồi chúng ta phải học cái là cái phần đạo đế. Phần đạo đế là sau đó nữa. Đạo đế không có nghĩa là con đường. Khi tới đạo đế là chúng ta sẽ nói lại cái điều này. Thì vậy là cái sự thật của một cái bậc trí tuệ sẽ thấy hai mặt của vấn đề. Cái khổ nếu mà chúng ta còn sử dụng những cái nguyên nhân là trói buộc, là quả diệt, là ái trước gì gì đó, nếu mà chúng ta còn cái đó, và chúng ta thấy được cái sự thật của những cái này là nguyên nhân của khổ, thì chúng ta cũng sẽ thấy cái sự thật cái không khổ vẫn hiển hiện trong là cái tội, cái bức ngặt, cái biến dị. Tất cả những cái đó đều là hiện ở bề mặt của một cái người sai lầm, và hiện ở cái bề thoát sai lầm. Thấy được sự thật là giải phóng mình. Thật ra một người học Phật nếu mà không thấy được sự thật của khổ thì không cách nào vượt khổ được. Nhưng mà rất là nhiều người khi mà chúng ta học tứ diệu đế rồi, chúng ta sợ chúng ta hiểu biết thêm về những cái chuyện này, sợ chúng ta bị vướng vào những cái khổ này. Không phải là sợ mà phải thấy đến sự thật. Tất cả mọi vấn đề nếu không được chúng ta nhìn thẳng, không được chúng ta đối diện, không được chúng ta thấu thoát nó, thì vấn đề nào cũng trở thành khuất lấp. Từ cái việc thiền định cho tới cái việc ô trọc nhất trần gian này, chúng ta không có đủ cái tầm nhìn để thấu thoát nó thì chúng ta vẫn còn bị lầm. Cho nên lần trước mình nói về cái chữ ái, hoặc là chúng ta nói về chữ dục đó, gần như là không ai dám đối diện đối với đạo Phật. Phải nói thẳng như vậy, trong lịch sử sau khi Đức Phật qua đời rồi thì cái hệ thống giáo lý của Đức Phật rất rõ ràng, rất minh bạch, buộc chúng ta phải nhìn thẳng thấy thật. Nhưng mà chúng ta luôn luôn sợ hãi. Nói tới chữ ái là ai cũng sợ, nói tới chữ dục là ai cũng sợ. Cho nên không có dùng trí sáng suốt để soi thấu. Và như vậy là nó mãi mãi là chuyện khuất lấp của nhân loại muôn thuở. Và chúng ta cần đến một cái lúc nào cần đầu sâu, cần phải mở cửa để thấy hết, thì chúng ta cần phải bình tĩnh để mà thấy. Thì trước giờ thỉnh thoảng chúng tôi cũng có gợi ít thôi, nhưng mà chưa thực sự đủ duyên để chúng ta có thể phanh khui cái bề mặt và bề trái của cái chữ ái và cái chữ dục, để chúng ta thấy rằng là cái nhìn của đạo Phật là đạo giải thoát. Cho nên soi cửa nào cửa đó cũng được giải thoát. Dục cũng là giải thoát, ái cũng là giải thoát, cái biến dị cũng là cái thoát, rồi cái hư dối cũng là cái chỗ giải thoát, gẹt nhọt ghẻ gì đó vân vân. Tất cả những cái mà Đức Phật cho là khổ ở trước kia, nếu nhìn đúng là chúng ta ở ngoài. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa, hoặc là mình nhìn cái cảnh trước mắt mình, thì nếu như hồi chúng ta còn lầm á thì sao? Là mình nhìn, đúng không? Nhưng mà chúng ta khá hơn chút rồi mình sẽ thấy mình đang thấy. Thì như vậy là cái đang thấy là mình. Bây giờ mình khá hơn chút nữa là mình sẽ thấy rõ ràng là có cái thấy và cái bị thấy. Nhưng cũng cái chuyện đó thôi. Thì cái sự thật là đang có cái thấy và cái bị thấy. Nếu mà còn hai ở đây, thì vậy là sự thật là có cái hiện tướng và cái thấy cái tướng hiện rõ ràng. Rồi khá hơn chút nữa thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái đang hiện, là cái đang thấy biết và cái bị biết. Nếu chúng ta thấy tới đây thì chúng ta không phải là cái thấy cái biết và cái bị biết, mà là cái người đang hay biết và cái bị biết kia. Thì chúng ta không phải là cái biết và cái bị biết. Nhưng chúng tôi hay nói về những câu mà quý vị cũng thường nghe là gì? Cái đang bị mình thấy, cái đó không phải là con mắt, đúng không? Mắt là cái hay thấy. Cái đang bị mình biết, cái đó không phải là mình. Mình là cái hay biết. Thế vậy nếu mà chúng ta thực sự đứng ở chân trời cái hay biết thì chúng ta không bị biết.
thì không bị cái bị biết nó cuốn mình. Có nghĩa là chúng ta đang ở ngoài thì chúng ta thấy được sự thật là chúng ta được giải phóng, chứ không phải là làm thêm cái gì. Thật ra Đức Phật muốn nói cho chúng ta thấy sự thật của khổ, để chúng ta ở ngoài khổ thấy sự thật là sự bức ngặt, nhưng chúng ta là người biết sự bức ngặt, chứ chúng ta không phải là cái người đang bị bức ngặt, thì chúng ta không phải là người khổ do cái bức ngặt đó. Đức Phật nói tới cái biến dị là khổ nếu chúng ta là người biết cái biến dị, chứ không phải là chúng ta là cái biến dị cho nên chúng ta ở ngoài cái khổ của biến dị. Đó là sự thật. Thì khi mà chúng ta biết được tất cả những sự thật để mình tự thoát ra, một lần chúng ta thấy đúng sự thật là xong việc. Nhưng cái là đủ cái tầm để thấy đến sự thật hay không, đó là vấn đề, phải không? Thì như vậy là từ đầu tới giờ chúng ta học để chúng ta thấy sự thật của khổ, cái sự thật dẫn tới đau khổ gọi là tập đế. Bây giờ Đức Phật mới nói cái sự thật của khổ diệt thánh đế, có nghĩa là sự thật của cái không khổ. Dùng cái từ theo cái kiểu bình dân nhất, chuyên môn thì gọi là khổ diệt thánh đế, hay là chúng ta thường hay học là gì? Là diệt đế. Diệt đế ở chỗ khác dịch là niết bàn cái gì đó. Thì ở đây chúng ta từ từ nghe Ngài Văn Thù lý luận theo cái nhìn của Ngài Văn Thù. Thì cái khổ diệt thánh đế ở cõi Ta Bà này, thứ nhất là vô tránh. Vô tránh có nghĩa là gì? Rất là tranh cãi, tranh đoạt. Thấy ra. Ví dụ như bây giờ mình thấy những cái hoa trước mắt mình với kiến thức của mình thì nó là hoa màu vàng, nói tới cái màu thôi. Nhưng mà có một người nào đó nói cái màu này thấy như không phải màu vàng mà nó là màu cam, thì mình nghe mình thấy là cái kiến thức của người này nó khác kiến thức của mình, mình chấp nhận không? Không, mình sẽ lý luận. Lý luận mặc dầu là người kia nói sai, mình không muốn nói với họ là cái đây là hoa màu vàng, nhưng mà mình vẫn biết là lý luận thấy vậy, hiểu vậy là không đúng. Trong tâm mình đã có cái thấy là người ta thấy không đúng, có nghĩa là gì? Đã có tranh cãi ở trong rồi đó. Chứ không phải tranh cãi là đợi mình cãi lộn, người ta chỉ thấy gì là không được, thấy như tôi mới là đúng. Cái chuyện đó thì thô quá rồi. Cho nên cái vô tránh là một cái gì đó, nó từ ở bên ngoài, về mặt thực tế là chúng ta không có thấy, không có cho rằng mình là như thế này, mình là như thế kia, và phải thấy như thế này là đúng và như thế kia là không đúng. Tức nghĩa là chúng ta vẫn còn có một cái phân chia trong cái thấy biết, trong cái kiến giải, trong cái kiến thức và thậm chí cả trong cái công phu. Cho nên có một cái lần Ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật. Tức là Ngài Tu Bồ Đề là gì? Là người ngộ lý không đệ nhất rồi. Nhưng mà trong lần Ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật là Ngài được cái gì? Được cái vô tránh tam muội. Chính Ngài được cái vô tánh tam muội đó cho nên Đức Thế Tôn mới khen Ngài là gì? Là người ngộ lý không đệ nhất trong hàng đệ tử của ta. Tức là đạt được cái vô tránh này, nó là một cái định thật sự, chứ không phải là cái vô tránh là không tranh cãi, không tranh đoạt, không có phân chia rạch ròi ở hai phía, hai chiều, hai bên nữa. Người đó không còn nói cái chuyện rạch ròi. Nhưng ở cái đúng và cái sai, cái phải và cái trái, cái hay và cái dở, cái trơn và cái ngụy, thì người này sao? Thấu thoát. Cái chỗ thấu thoát đúng sai hay dở đó thì chính chỗ đó mới là cái chỗ không tranh. Còn mình thấy có cái đúng không à, thì mình sẽ thấy người ta sai. Mình thấy có cái phải thì mình sẽ có cái trái. Mình thấy có cái trơn thì sẽ thấy cái ngụy. Nhưng mà cái người vô tránh này không phải là không biết phải trái. Đây là mới là cái chỗ khác biệt. Không phải chúng ta tu để mà mình đạt tới là mình không có tranh cãi, không có tranh đoạt, không có chiếm hữu. Ở cái chữ vô tránh nó có nghĩa nó tranh đoạt, tranh cãi, chiếm hữu, nó trở thành sở đắc. Ví dụ như mình thấy cái đó thì cái đó nó trở thành cái kiến thức của mình, trở thành cái sở đắc. Cái này nó hay quá thì nó trở thành cái hiểu biết, cái kiến thức, cái sở đắc, cái kinh nghiệm của chính mình. Thì chúng ta còn cái gì? Còn bị rớt vào cái tránh. Nhưng mà đối với cái diệt đế không phải là bây giờ mình còn sở hữu cái kiến thức thôi, chứ chưa nói là sở hữu cái gì khác. Hoặc là chúng ta sở hữu một cái công phu nào đó,
Chúng ta đang tu niệm Phật, là chúng ta đang tu thiền, chúng ta đang trì chú, hoặc là bây giờ chúng ta niệm Phật được nhất tâm, là gì? Cũng là một cái sở đắc tâm linh. Chúng ta tọa thiền, chúng ta được định, cũng là cái sở đắc. Chúng ta trì chú, chúng ta đạt được những cái tất địa trong đó, cũng là những cái sở đắc của nó. Thì vậy là còn sở đắc, tức là còn tránh. Chúng ta nên hiểu điều này, cái chữ vô tránh nó sâu lắm. Như vậy là còn chỗ để có thể trụ được, đạt được, sở hữu được, gìn giữ được, và còn chỗ để chúng ta biết được. Như vậy là không biết, đúng không? Không biết là đạt tới vô tránh, đúng không? Cái biết của gì? Của cõi ta bà này. Cái biết của cõi ta bà này thì từ trước giờ chúng ta thấy là chúng ta biết, chúng ta nghe là chúng ta biết, chúng ta ngửi là chúng ta biết. Thì cái biết đó, cái biết do gì? Do sự phân biệt so sánh của căn, thân và thức. Đúng không? Thức, căn và cảnh. Thì cái biết đó thuộc về cái biết của cõi ta bà. Như vậy là còn trong cõi ta bà, còn có thấy biết và còn sở hữu. Mỗi lần một chúng ta thấy là mỗi lần là thêm một kiến thức. Mà thêm một kiến thức đó là chúng ta đang gì? Đang thu gom, đang tranh đoạt. Cho nên đây cũng là một cái mà để thấy chúng ta thấy được công phu của mình có hay không. Khi chúng ta đang thấy, khi chúng ta đang nghe, thì nó trở thành chủng tử hay là không trở thành chủng tử? Nếu nó trở thành chủng tử, sau khi chúng ta thấy, sau khi chúng ta nghe thì nó thành gì? Chúng ta đã tranh rồi, đã tranh rồi, đã giành, đã giữ rồi, đúng không? Cho nên cái sự thật của cái vô tránh để đạt tới cảnh giới Niết Bàn là mỗi khi mà chúng ta rõ thông tất cả những cái đang xảy ra, có nghĩa là tất cả những hiện tướng đang có mà chúng ta không có tranh, thì hiện tướng của thế gian và hiện tướng luôn tất cả những cảnh giới thiền định, những cái sở đắc tâm linh chúng ta không còn. Chúng ta không còn sở đắc, không còn sở chứng, không còn sở hành, tuyệt nhiên không có những cái đó, là sự thật vô tránh nó hiện hữu. Mà sự thật vô tránh này không phải là nói là chúng ta không còn sở đắc là chúng ta phải loại trừ cái sở đắc. Không phải như vậy. Đức Phật không dạy cái điều này. Đây là những từ ngữ muốn nói lên cái sự thật ở ngoài cái chiếm hữu của thân tâm, của tâm linh. Đấy chứ? Bây giờ mình thấy cái đó thành của mình không? Thành của mình có nghĩa là mình chiếm hữu, có nghĩa là chúng ta còn tranh đoạt. Bây giờ thấy thì sao mà nó không thành vốn liếng của mình? Và chúng ta có cái thấy đó hay không? Đây chúng ta học phần diệt để là chúng ta thấy như thật cái hiện hữu vô tránh. Chứ không phải học rồi để chúng ta trở thành người vô tránh. Không phải như vậy, học diệt đế chúng ta học kiểu khác. Diệt đế cái kiểu của Đại Thừa nó khác. Nhất là kinh Quan Nghiêm này. Thì vậy là đầu tiên Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là cái diệt thánh đế. Cái diệt này là cái diệt của thánh đế, chứ không phải là diệt của phàm phu. Diệt thánh đế ở trong cõi ta bà này là cái vô tránh. Thì vậy là trong mọi cái thấy biết của tất cả chúng ta ngay tại đây, thì bây giờ chúng ta còn ngay tại đây là đang nghe và đang thấy, hai cái rõ ràng nhất. Thì cái nghe, cái thấy này không thành sở hữu riêng tư của mình nữa, thì chúng ta là người đang ở trong cái chỗ vô tránh. Khi mà chúng ta đang hiện hữu ở đây mà không có tranh giành, không có tranh đoạt, không thành sở hữu, không thành quyền riêng tư, không thành kiến thức, không thành kinh nghiệm, chúng ta có cái này. Cái này là cái sự thật đang có ở đây. Chứ không phải là chúng ta không tránh là chúng ta không có làm cái gì, không có tranh đoạt. Có một thái độ để mình đừng có khởi nghĩ vướng mắc, có một thái độ để mình đừng có khởi nghĩ nó trở thành sở đắc của mình, đừng có trở thành cái sở chứng của mình, đừng có trở thành kiến thức của mình, đừng có trở thành nghiệp của mình, đừng có trở thành chủng tử của mình, đừng có trở thành ký ức của mình. Không phải tất cả những cái điều này. Đức Phật không khuyên chúng ta làm điều này, mà Đức Phật muốn nói lên sự thật ở cõi ta bà này có những cái trói buộc để
người làm người ta khổ thì cũng có cái vô tránh. Nếu mà người ta thấy được sự thật vô tránh hiện hữu trong ngay cái sự ràng buộc này thì người ta ra ngoài. Thì cái người nào là cái người thoát khỏi sự trói buộc, thoát khỏi sự tranh giành để trở thành sở hữu riêng? Người nào? Đó, tôi giờ thấy sự thật. Hồi đầu tôi nói rồi, tức là cái bị chúng ta thấy thì cái đó không phải là mình. Vì vậy nếu như chúng ta thấy được cái sự thật là mình thấy nó trở thành chủng tử, cái sự thật chúng ta thấy nó thành cái sự vướng mắc, chúng ta thấy nó thành cái kinh nghiệm, chúng ta nghe nó thành kinh nghiệm, chúng ta tu nó thành sở đắc, tất cả những cái đó đều được, chúng ta thấy không? Phải. Nếu mà chúng ta thấy được sự thật là mình đang có sở đắc, thấy được cái sự thật mình đang bị trói cột, thấy được sự thật là chúng ta đang vướng mắc, thì cái người đang thấy sự thật đó là người vô tránh. Thì sự thật vô tránh nó có không? Có mọi thời mọi lúc. Nhưng mà chúng ta có đủ chức để chúng ta thấy được cái sự thật trong mọi lúc không? Không có. Bây giờ mình thấy một cái nè, nói từ trước đến giờ mình hay nói hoài, nếu như chúng ta có công phu, chúng ta là người thật tu, thì mỗi lần mắt chúng ta thấy một hình sắc, nó thành chủng tử hay không thành chủng tử, chúng ta đủ sức để phân biệt không? Đủ trí này chưa? Đừng có nói chúng ta chứng đắc cái gì sai. Nếu như mỗi lần mình thấy nghe, ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi nghe, thực tế là chúng ta đang ngồi nghe, thì chúng ta quân thành chủng tử ngay khi đang nghe này hay là chúng ta không có quân chủng tử? Nghe xong nhớ không? Nhớ. Đừng nói là không nhớ. Tôi cho cố tình không nhớ cũng không được. Chạm mắt chạm tay là dính rồi. Vì vậy là đó là cái nghe gì? Đó là cái nghe quen thuộc. Đó là cái kiểu nghe của phàm phu, cái kiểu thấy biết của phàm phu. Như ở đây Đức Phật nói là có một cái nghe mà vô tránh. Cái sự thật nhận biết tất cả mọi cái mà không thành chủng tử nữa, đó là một cái sự thật đang hiện hữu. Bởi vì rõ ràng là chúng ta nghe, nếu như tất cả chúng ta đều là người đang nghe, tất cả chúng ta là người đang thấy, đúng không? Thì chúng ta đang nghe là nghe bằng cái gì? Thân căn. Đang thấy bằng thân căn, đang biết bằng thân căn, cho nên là rớt vào cái tầng gì? Tầng so sánh phân biệt, là rớt vô tranh giành rồi, trở thành sở hữu quyền riêng của mình rồi. Nhưng vẫn có một cái người rất rõ ràng đang nghe ở đây. Nghiệm kỹ lại chúng ta mới thấy rõ ràng là có, chúng ta đang nghe âm thanh nè, đúng không? Có âm thanh đang được chúng ta nghe nè. Và chúng ta có một cái gì đó nó thầm thầm ở bên trong là biết mình đang nghe. Hỏi ví dụ như bây giờ ai tự nhiên hỏi là: ủa chị đang làm gì đó? Nói tôi đang nghe ông thầy giảng. Thì vậy là cái nghe ông thầy giảng và cái tôi biết nghe ông thầy giảng, hai cái này nó giống hay nó khác? Giống hay khác? Chúng ta hay ra được cái sự thật ngay tại đây. Chúng ta hay biết thân căn đang hoạt dụng, thì căn đang tiếp xúc với trần chúng ta thấy rõ. Và nếu như cái sự so sánh phân biệt hiện ra chúng ta cũng thấy rõ. Khi chúng ta thấy rất rõ căn trần và thức hiện ra ngay cái chỗ này, thì chúng ta là người gì? Người ở ngoài căn trần thức. Chúng ta dùng cái từ ở ngoài có nghĩa là chúng ta không bị căn trần nó cuốn mình, chúng ta không có bị vướng vào trong này, nó không thành chủng tử nữa, thì gọi là cái hay biết vô tránh. Cái hay biết vô tránh là không có vướng bên căn, không có vướng bên trần, không có vướng bên thức. Căn trần thức hoàn toàn rỗng lặng, mặc dù nó đang hiện đó. Khi duyên đang hiện thì chúng ta thấy rõ ràng là trần hiện, căn đang thấy rằng, thức đang so sánh phân biệt. Thấy rất rõ điều này. Cả ba cái hiện trong cái đang thấy, cả ba cái hiện trong cái đang nghe, thì mình biết rõ ba cái này đang hiện, thì lúc đó là chúng ta đang
ở cảnh giới vô tránh hiện tiền để thông thấu mọi cái hiện hữu đang hiện ra. Ở đây gọi là chúng ta thông thấu cái vô tránh hiện hữu. Hiện hữu luôn luôn là vô tránh. Cho nên khi mà chúng ta sai sự thật một chút thì chúng ta rớt vô cái chỗ căng trần. Thì lúc này là cái hiện hữu căng trần chứ không phải là hiện hữu vô tránh. Nhưng mà chúng ta bị một cái lầm lẫn là chúng ta phải thấy, và nhất định là mình thấy, đúng không? Chúng ta phải nghe, ví dụ bây giờ ngồi đây mà nói gì nói chứ chúng ta cũng vẫn là người đang nghe. Chứ chúng ta chưa phải là người biết mình đang nghe. Có được đó không? Đây là một sự thật. Cái sự thật đang hay biết có người đang nghe pháp ngồi tại đây. Thậm chí là chúng ta biết chúng ta đang ngồi và chúng ta biết chúng ta đang nghe ở đâu này. Đây là sự thật. Và nếu như ai khéo léo nhận ra sự thật này, khéo léo hay biết sự thật này, để cái đang nghe và đang thấy nó trở thành một cái gì nó rất là tự nhiên. Chứ không phải là không nghe nha, không phải là không nghe, không phải là không thấy là chúng ta sai lầm. Mà nó đang hiện hữu cái đang thấy, nó hiện hữu cái đang nghe. Cái đang nghe và đang thấy nó đang rất là hiện hữu. Nó hiện tiền cái đang thấy và đang nghe. Nhưng cái đang thấy, đang nghe không phải là cái sự thật. Nó chỉ là cái hiện trên duyên. Thì cái duyên đang hiện âm thanh. Cái duyên đang rõ âm thanh hiện. Và cái gì nữa? Và có một người đang rõ về cái người biết âm thanh và âm thanh đang hiện đó. Thì người này chính là người vô tránh. Đó là sự thật. Thật ra cái việc để là nói lên cái sự thật đang hiện hữu ở nơi cõi ta bà này. Nếu anh rớt xuống cái tầng tránh thì gọi là khổ. Như là có người nghe, có vật bị nghe là anh khổ. Tại vì có người nghe, có vật bị nghe, có người thấy, có cái bị thấy, có năng, có sở. Tức là chúng ta rớt hai bên thì trở thành cái bức ngặt, trở thành cái ràng buộc, trở thành cái đau khổ. Còn bây giờ hiện hữu đó, mình chỉ là cái người hay biết tất cả các hiện hữu này. Như hồi trước mình nói là nó không có cái gì, không có sự so sánh trong cái thấy, không có chỗ y tựa. Vì sao vậy? Vì sự thật của vạn pháp là gì? Sự thật là gì? Sự thật là vô tướng. Và từ cái sự thật vô tướng đó mà nó hiện tướng có và tướng không. Thì cái sự thật đó nó không phải là tướng có mà cũng không phải là tướng không. Thì cái sự thật là cái hay biết, cái nghe và cái bị nghe. Đó là sự thật. Thì là sự thật này không có lúc nào bị khuất. Sự thật này nó luôn luôn hiển hiện. Sự thật vô tránh là một cái gì hiển hiện hiện tiền, không hề có bất kỳ một sự phước lắm nào. Thì đó là cái thấy vô tránh, cái nghe vô tránh, cái nhận biết vô tránh. Là mỗi mỗi cái hiện tướng đều là hiện trên cái vô tánh. Tất cả những cái hiện tướng đều hiện trong cái vô tránh. Như vậy là khi nhận biết được cái sự thật đang hiện tướng huyễn ảo, đang hiện hình trong cái vô tánh này, thì vậy là chúng ta là người gì? Người vô tránh. Chứ không phải là chúng ta gán, chúng ta đừng có phân biệt, thậm chí là không muốn thấy, thậm chí là không muốn nghe là cái sai lầm. Đức Phật không dạy điều này, không? Ngài Văn Thù Sư Lợi không muốn nói tới điều này. Thì vậy là Ngài nói là cái khổ diệt thánh đế chính là cái hiện hữu vô tánh. Vô tánh là cái đang hiện hữu. Và chính cái này là cái gì nữa? Là cái ly trần. Ly trần hay là cái trần nó đang ly. Trần đang ly. Và cũng là cái thấy ly trần. Tất cả những cái gì nó hiện hữu trong trần gian này, nó vốn dĩ là gì? Vốn tự ly. Cho nên chúng ta dính không có được cái gì hết đó. Đó là sự thật. Mình thấy mình dính là mình khổ, đúng không? Bây giờ tất cả những âm thanh nãy giờ, nếu mà chúng ta ngồi lại chúng ta dừng ngang đây thì không còn dính âm thanh nào hết á. Tất cả những cái thấy mà sáng giờ mình đi vòng vòng từ nhà mình tới đây, mình cũng thấy rất là nhiều chuyện, nhưng mà ngồi đây thì mình đã thấy khác chứ không thấy cái hồi nãy được. Thì cái hồi nãy là nó mình làm gì để nó mất? Có làm gì không? Không có. Chúng ta chưa hề có một cái là hồi sáng giờ nó thật là có rất là nhiều người trong chúng ta ở đây trên đường đi cũng muốn thấy cái này đẹp, thấy kia đẹp chứ, đúng không? Đó, thấy đẹp luôn á. Ồ, thấy mình khen, ôi sao cái này đẹp quá,
nay thấy bông này đẹp quá, nay thấy cảnh này đẹp quá, có không? Có nghĩa là chúng ta cố tình bị vướng mắt nữa. Nhưng mà cái chúng ta đã muốn vướng từ ngày sáng tới bây giờ, đừng có nói là chúng ta muốn bỏ. Muốn bỏ là chuyện bình thường. Bây giờ cái mà chúng ta muốn vướng hồi sáng tới giờ, ngồi lại nghiêm túc ngay tại đây, chúng ta vướng cái gì? Cũng không vướng được, đúng không? Đấy là sự thật trần đan ly, đúng không? Chúng ta phải thấy được cái sự thật của cái trần nó đang lìa thoát mình, chứ không phải là mình muốn lìa thoát trần. Sự thật là tất cả các trần vốn tự ly, chứ không phải là chúng ta tu, chúng ta gán lìa bỏ là sai rồi. Nếu mà thực sự trần mà nó không ly, tôi đố ai lìa? Nhưng mà Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử Đức Phật, sau khi dụng công một giai đoạn rồi thấy, ủa, sự thật là mình đâu có dính được cái gì đâu. Ít lắm là chúng ta phải thấy được cái điều này thì mới hy vọng là bước vô cái cửa ngõ của việc đế được. Còn nếu không, chúng ta không bước. Đây là cái bước đầu, nó đang nói về trần. Trần là những cái hiện tượng lăng xăng ở trong thế gian này. Ví dụ như mà có một ngày nào đó chúng ta nhìn trên nóc nhà, giữa cái buổi nắng vậy, cái chúng ta nhìn có cái nóc nhà có lủng lỗ nó soi xuống, chúng ta thấy nhìn thì thấy gì? Bụi trần lăng xăng trong cái ánh sáng soi đó, bình thường mình thấy không rõ, nhưng mà có ánh sáng soi qua cái nhà cái mình thấy bụi trần. Thì tất cả những hiện tướng đó với cái nhìn của Đức Phật nó là trần. Dù là hiện tướng núi Tu Di đối với Đức Phật nó cũng là trần. Và một mãi trần rất nhỏ nhiệm đối với Đức Phật nó cũng là trần. Thì tất cả hiện tướng đều được xem là trần. Nhưng mà trần là sao? Chúng ta nhìn ở trong cái khoảng đó thì bụi nó cũng sao? Nó cũng không có đứng lại được. Nhưng mà không có đứng lại được không có nghĩa là nó mất hết. Ở đây là một cái khác, phải không? Trần vốn tự ly nhưng mà nó mãi là trần đang ly, chứ nó không có thành cái gì, phải không? Trần đang ly có nghĩa là trần không có dừng lại, trần không có dính. Và mình thân tâm này cũng là gì? Là trần. Cái trần đang ly với cái trần đang ly thì dính chỗ nào? Không có chỗ để bám, đúng không? Sự thật là trần không có chỗ dính thì được gọi là ly trần. Ly trần là một sự thật đang hiện ra. Thì như vậy là với tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta thấy được cái sự thật trần đang ly, chúng ta không có dính được, chúng ta không có mắc được, chúng ta không có bám chấp được trong tất cả các hiện tướng của thế gian này, thì tất cả chúng ta là gì? Là người đang giải thoát. Tất cả những hiện hữu đều là ly, đều là thoát, chứ không có chuyện vướng mắc. Đây là sự thật đang xảy ra. Chúng ta phải thấy được cái sự thật, chứ không phải là Đức Phật dạy mình phải lìa bỏ. Nhưng mà nhiều người cần phải lìa dục, lìa ái, lìa nhiễm, lìa này, lìa kia. Có thái độ muốn lìa là chúng ta đã thấy sai sự thật rồi. Có nghĩa là nếu chúng ta có một thái độ dụng công là chúng ta đã thấy sai sự thật rồi. Thật ra đối với Đạo Phật, cần chúng ta thấy đúng sự thật là tất cả các trần đều vốn tự ly. Đây gọi là ly trần. Trần đang ly. Trần đang ly chứ không phải là ly trần. Nói chính xác để cho ta có một cái cảm giác rõ ràng là mình không có nắm giữ được. Nếu mà học tới đây, chúng ta nghiệm lại, chúng ta bình tĩnh ngồi ngay tại đây lại, là mình nghiệm rõ ràng là mình từ sáng giờ không có chỗ nào dính được, đúng không? Có ai thấy vậy không? Hay là thấy mình dính đủ thứ? Sự thật thì từ sáng giờ đối với tất cả những duyên cảnh chúng ta có dính được không? Có nhiều người cũng khôn lanh nói dính chứ sao không dính, này tôi thấy là dính rồi. Tại vì trên căn bản lý luận là thấy là dính. Thấy thì vậy là nó quân thành chủng tử, có nghĩa là chúng ta dính rồi. Cho nên khi mình nhắc lại cái chuyện ngày sáng là mình liền nhớ. Nhớ thì rõ ràng là dính. Nhưng mà lúc chúng ta đang nhớ thì cái mà hiện cái tướng màu đẹp hồi sáng, hình đẹp hồi sáng, cảnh đẹp hồi sáng, nó có hiện ra nơi tâm chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn giữ cái đó lại được không? Không giữ được. Nó hiện ra nhưng mà nó cũng giống gì? Nó giống ly. Nó giống không dừng trụ. Nó giống là vô trụ tánh, vô trụ tướng. Vô trụ thì không còn tánh tướng nữa. Đã là vô trụ rồi, hết tánh tướng rồi.
Vì vậy là mỗi mỗi đều là vô trụ, mỗi mỗi đều là tự ly, mỗi mỗi đều là tự lìa thoát. Cho nên nếu chúng ta thấy được sự thật đang hiện hữu ở đây là không có chỗ để nắm bắt được, không có thể để trụ trước được. Đó là cái sự thật ly trần mà Ngài Văn Thù muốn nói. Để nên chúng ta học để chúng ta thấy sự thật, chứ không phải học để là tôi thiền định rồi, tôi có trí tuệ rồi, tôi mới được cái này. Cái này chưa có bàn tới. Đang nói tới sự thật. Ở hai mặt của vấn đề là sự thật. Nếu anh lầm là anh bị vướng. Sự thật nếu anh thấy rõ là anh thoát. Đơn giản đối với tứ diệu đế là như vậy. Bây giờ chúng ta phải học trên tinh thần này. Chứ chúng ta học bằng tinh thần khác thì chúng ta tu cực lắm. Và rõ ràng là từ xưa giờ trong cái lý luận Phật học thì sau khi nói cái đạo đế là một cảnh giới niết bàn cần phải tu thì phải bắt đầu mới học đạo đế, để chúng ta phải tu theo đạo đế chúng ta mới chứng được cái diệt đế. Không phải, diệt đế không phải là sở chứng. Nếu mà diệt đế là sở chứng thì nó trở thành tránh rồi, nhưng mà ở đây là vô tránh, không phải là sở chứng. Còn sở chứng, còn sở đắc tức là còn tránh, còn thành sở hữu là còn tránh, thì không đúng với cái nghĩa vô tránh ở trong là cái diệt đế này. Như vậy là nếu như sự thật mà chúng ta thấy tất cả các pháp đang hiện hữu này vốn tự ly, nó đang ly, nó đang vô trụ, nó vốn là vô trụ, nó đang không dừng trụ, nó đang không vướng mắc, nó đang không trói buộc, nó không phải là đau đớn, nó không phải là ghẻ nhọt, nó không phải là ngu si giống như cái kia nữa. Đó là chúng ta đang thấy sự thật. Nhưng mà ai thấy được đến đây rồi, ngay tại đây, chứ không có còn nói chuyện chút nữa, là mình thấy ngàn cân gần như nó tuôn đổ, có cái cảm giác đó liền, thì chúng ta mới thấy được cái sự thật vô tránh đang hiện hữu nha. Cái sự thật ly trần đang hiện hữu, nếu mà chúng ta thực sự chúng ta đang thấy đúng, thì ngay trong khoảnh khắc này tất cả chúng ta đều rỗng lặng mênh mông, không có cái chỗ nào trụ được. Và thậm chí chúng ta không có trụ nơi thân này được, không có trụ nơi tâm này được, và không có con người nào để trụ ở đâu được nữa. Có nghĩa là chúng ta đang thấy ly trần, đang có cái thấy ly trần, mà rõ ràng là chúng ta không có chỗ trụ, không có chỗ bám. Ngồi bây giờ bình tĩnh nghiệm lại đi, chúng ta đang trụ cái gì? Chúng ta đang có cái gì để trụ? Mình nói mình có thân đây, phải không? Cái thân là cái gì? Cái thân đang là cái bị chúng ta biết. Trần thân đang là trần. Cái tâm này cũng đang là trần. Và tất cả những hiện tướng đang là trần. Mà trần thì vốn tự ly. Cho nên thân tâm và ngoại cảnh đang tự ly, thì không có cái gì ràng với cái gì, không có gì buộc với cái gì, không có cái gì dướng với cái gì. Đó là sự thật đang hiện tới. Cái sự thật đang hiện thì với một cái người có trí tuệ Phật đạo chân chánh thì họ sẽ thấy được sự thật này. Đó là ly trần, đó là diệt thanh đế. Còn nếu như chúng ta không thấy sự thật này thì chúng ta sẽ thấy như sao? Đó là nhóm chứa, là ràng buộc, không? Nhưng bây giờ mà thấy nhóm không được đâu, tại vì nó ly rồi tôi lấy gì nhóm? Nó vốn tự ly. Cái người đang nhóm cũng là ly, không? Người muốn nhóm cũng là ly. Cho nên muốn nhóm nhóm được, muốn chứa chứa không được, muốn chấp cũng được, muốn giữ không được, chứ không phải chấp là gốc của đau khổ. Không phải như vậy, chấp không được mới khổ. Có những người chấp không được mới khổ, đúng không? Ví dụ như giờ mình đang trẻ cái nhìn cái kiến thấy mình tóc bạc mình khổ không? Khổ. Mình đang khỏe cái mình bệnh mình khổ không? Chứ mình đang chấp có nghĩa là mình đang muốn mình không bệnh mà. Đúng không? Mình đang muốn mình đẹp chứ đâu muốn mình già. Nhưng bây giờ mình già mình xấu là mình khổ. Mình muốn mình sống hoài chứ đâu muốn mình chết. Nhưng mà thực sự là mình không thể sống được nữa, mình phải chết là mình khổ. Thì vậy là chấp không được mới khổ, chứ chấp được không ai khổ hết đó. Nhưng mà chúng ta lầm là nghĩ rằng chúng ta chấp được. Trong cái sự sai lầm tất cả các pháp vốn tự lìa này mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình có thể giữ được, đó là cái nghĩ sai sự thật, cho nên chúng ta khổ. Tức là cái thấy sai sự thật khiến cho chúng ta lầm lẫn khổ đau, chứ không phải là mọi hiện tướng xảy ra làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên khi chúng ta thấy đúng sự thật là tất cả các pháp nó vốn tự ly rồi, thì khổ không có chỗ để bám.
Ai ở trong chúng ta mà học tới đây cảm giác rằng mình gần như nó tuôn mất hết rồi, ngay chỗ này rõ ràng là chúng ta không có khổ được, muốn khổ khổ không được nữa, thì là chúng ta đang thấy sự thật. Một bước ngoặt lớn cho cuộc đời của mình khi mình thấy ra được sự thật là mình không thể nào dính được, không thể nào khổ được, không thể nào mắc được trong cái trần gian này bất kể chuyện gì, và muốn dính dính không xong. Mình tự nhiên mình thấy mình mất cái chỗ bám nha. Ngộ lắm, ở nơi tâm mình thấy hoàn toàn chúng ta không còn bám được nữa. Khi mà chúng ta thấy đến sự thật rồi á, thì tự động cái việc đó nó hiện ra, cái sự thật đó nó hiện ra nơi tâm, là mình nhìn mọi cái mình thấy nó không có chỗ dính nữa. Đơn giản là chúng ta thấy được cái sự thật không dính mắc. Nhớ chứ không phải là chúng ta gán tu để chúng ta lìa cái này, chúng ta thoát cái kia, không phải như vậy. Không phải là cái mà chúng ta dụng công để chúng ta được thoát, mà sự thật là nó giống tự ly. Nó gọi là cái thứ hai trong cái việc đó, gọi là cái ly trần. Tất cả trần đều là lìa thoát, là tự ly. Chấp cũng không được, dính cũng không được, mắc cũng không được. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Chứ không phải là chúng ta gán lìa để chúng ta đừng có dính là sai. Chúng ta gán xả ly để chúng ta không còn chấp trước là không đúng. Đừng có bao giờ trong đầu có cái suy nghĩ này. Nhưng mà người tu thì sao, hay nói với nhau thì sao? Rồi tôi bỏ hết rồi thầy ơi, tôi xả hết rồi thầy ơi. Tôi nói xả là không hết, bỏ là không có rớt. Đó là một sự thật. Tại vì còn thấy cái sai lầm nó còn dính thì mình làm sao mình xả nó được. Khi nào mình thấy nó thực sự không dính kìa. Mà khi một người đã thấy sự thật không dính rồi thì họ không dùng cái từ là tôi xả. Không có, không có cái chuyện xả hàng. Không có. Có đâu rồi xả. Cho nên nếu mà nói như vậy thì vậy là không có chỗ dính thì không có chỗ để dụng công. Trong mọi cái thấy nhìn của chúng ta luôn luôn là một cái gì đó nó thông, nó thoát, nó lưu thông một cách tự tại, chứ nó không có, nó tự nhiên, nó như nhiên là rỗng lặng, thênh thang, mênh mông, chứ nó không có phải là do tôi xả ly rồi, do tôi không bỏ rồi, do tôi không chấp trước rồi, tôi cố gắng tôi không chấp trước, tôi dụng công để tôi xả bỏ mấy chục năm nay, bây giờ tôi mới được cái rỗng này. Sai rồi, cái rỗng đó là một cái chỗ cố chấp mới. Anh thấy anh có một cái rỗng để anh dính vô, tức là anh chấp còn hơn thiên hạ nữa. Không, thiên hạ là chấp nhỏ nhặt, cái đúng cái sai, cái hay cái dở nhỏ nhiệm lắm. Mình chấp một cái hả, nó chết lặng, nó mênh mông kia, đó cũng là một cái loại cố chấp mới thôi. Tức có nghĩa là anh không thấy được tất cả mọi cái anh đang thấy nó vốn là trần. Cái đang thấy nó vốn tự ly là xong việc. Chỉ cần thấy cái đó là xong rồi. Thế sự thật này Ngài Văn Thù đưa ra để coi ai có đủ cái trình độ nào, ai có đủ cái căn cơ nào thì hòa nhập trong cái đang thấy, đang biết, đó là xong chuyện. Thì bây giờ nếu chúng ta ngay đây mà đủ cái trình độ, đủ căn cơ để chúng ta thấy được cái sự thật vốn tự ly này là chuyện đã xong. Việc cần làm đã làm xong, nằm ngủ khỏe cũng giải thoát. Nhưng mà không thấy sự thật này đã ngồi thiền rụt xương sống luôn, vẫn bị vướng mắc. Đó là một sự thật. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải thấy đến cái sự thật này. Người tu mà không có chịu thấy như vậy thì không biết thấy cái gì. Rồi mình thấy cái mình bị vướng vô, cái mình thấy cái mình bị khổ, cái mình thấy mình cần có cái pháp tu, mình thấy mình cần có một pháp xả, mình thấy mình cần có một pháp buông, và cuối cùng mình thấy là mình thành công khi mình buông được cái này, mình thấy mình đạt được cái kia, chứng được cái nọ, vân vân. Đó là cái gì? Lầm ngay từ đầu rồi. Cho nên hồi xưa tôi nói là cái gì đó, lầm. Không, rồi gì nữa, tưởng mình trồng thêm tưởng, rồi tưởng mình hết tưởng. Đầu tiên là mình tưởng mình dính, rồi mình tưởng mình có tu, rồi cái mình tưởng mình được giải thoát. Đó là tưởng thôi. Tưởng mà trồng thêm tưởng, rồi tưởng mình hết tưởng, chứ không thực sự thật thì ngay từ đầu nó không có dính. Chúng ta không thấy, nhưng mà thấy mình dính, rồi thấy mình tháo, rồi thấy mình thoát. Đó là tưởng trồng thêm tưởng, rồi tưởng mình hết tưởng. Chứ không có tu, nó không phải là tu. Cái thứ nữa là tịch tịnh. Bây giờ khi mà chúng ta đang nghe tất cả những âm thanh ồn náo, đúng không? Thì với mình nó là cái gì? Nó là đang ồn, nó đang động. Chứ có bao giờ mà khi giữa tất cả những âm thanh, ví dụ như cả hết cả hội chúng, cả ngàn người, chúng ta đang mỗi người nói một tiếng xì xào giữa cái đám đông này, thì chúng ta đang nhận biết cái đó là gì? Nó đang động, đang ồn. Chứ chúng ta có thấy được cái tịch tịnh yên lặng không?
Không bao giờ ai thấy nổi điều này. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù nói là cái tịch tịnh, cái vắng lặng, cái thanh tịnh đó nó là gì? Nó làm cho tất cả các tướng hiện ra, đúng không? Nếu không có cái tịch tịnh, đố cái tiếng nào hiện ra được? Không có cái tịch tịnh ai biết tiếng ồn? Thì người biết tiếng ồn có phải ồn không? Không. Mọi cái âm thanh, mọi cái ồn náo, mọi cái xáo động, mọi cái vọng động, mọi cái hiện tướng đều là hiện trong cái gì? Đang hiện trên cái tịch tịnh. Cái người tịch tịnh vắng lặng đang rõ thông mọi thứ đang hiện. Đó là sự thật. Đó, Ngài Văn Thù muốn nói lên cái sự thật tịch tịnh vốn có sẵn đủ của tất cả chúng ta. Đó là diệt thánh đế trong cõi Ta Bà. Thì ngay trong cõi Ta Bà này có cái tịch tịnh yên lặng đó, chứ không phải đi đâu về đâu. Ngay tất cả những hiện tướng đó là cái không tướng đang hiện hữu để nhận biết tất cả những tướng hiện, tướng có và tướng không. Do có cái không tướng cho nên nó nhận được tiếng có và tướng không. Đây là cái câu mà chúng ta gần như thuộc lòng rồi. Nhưng mà sự thật để sống được với ở đây thì chúng ta chưa bao giờ sống được. Lý do là gì? Chúng ta hiểu điều này, chúng ta chưa thật thấy điều này nó đang hiện ra. Nói ra thì chúng ta có thể gật đầu chấp nhận, nhưng mà thấy thì không phải, hiểu thì không đúng. Cái này không dành cho mắt chúng ta thấy. Như vậy là mình có cái trí để mình nhận đạo, thì đó là đạo để mình nhận ra, đó là đạo để mình hiểu được, đó là chân lý để chúng ta có thể hòa nhập, vân vân. Thì những cái đó là cái gì? Những cái đó là những cái biến tướng của ngã chấp. Chúng ta dùng từ là biến tướng của ngã chấp. Tại vì từ xưa tới giờ á, hồi mình chưa học Phật Pháp mà mình chưa tu á, thì mình vướng mắc chuyện này, vướng mắc chuyện kia. Bây giờ học Phật Pháp tu rồi, nhiều chục năm cực khổ quá rồi, thì mình nghĩ rằng cái chỗ giải thoát, cái chỗ không vướng mắc đó là một cái gì nó cao quý, là mình cần phải đạt được, cần phải đạt đến, cần phải tu tập. Và mình phát tâm phát nguyện mình tu. Tới một ngày nào đó mình cảm giác là mình được cái này, được cái kia, nó là cái gì? Những cái được nó là những cái gây dựng của ngã chấp một thời gian vừa qua. Cho nên mình được những cái ở trong Phật Đạo có nghĩa là gì? Cái ngã chấp mới đã được hình thành, chứ không có gì hết. Tất cả những cái được của chúng ta đều là một cái hình thành ngã chấp mới, dù là được thiền định. Nói này nghe mít lòng đúng không? Được thiền định cũng là ngã chấp sao? Xin thưa, đó là biến tướng của bản ngã. Bây giờ mình động mình thấy không đúng nè, mình buồn thương giận ghét sai nè, mình dính mắc là cái không đúng nè, mình cũng thừa biết chuyện đó. Chuyện đó gần như ai cũng biết, đúng không? Bây giờ có một cái đúng là không động, có một cái đúng là không dướng mắc. Thì gán làm sao để cho mình đừng còn động nữa, gán làm sao để cho mình đừng có dướng mắc nữa. Động cái mình xả bỏ, dướng mắc mình xả bỏ, vân vân. Mình xả cho một tới một cái ngày là mình cảm giác rằng mình không còn xả được, mình đang ở cái chỗ rỗng lặng. Mình đạt được cái rỗng lặng đó sau một cái thời gian xả ly. Nếu mà chúng ta học theo cái kiểu đạo bình thường thì chúng ta xả ly để chúng ta được cái rỗng lặng thanh tịnh. Nhưng mà không phải, ở đây Đức Phật không muốn nói cái này. Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng không muốn nói điều này. Và chư Phật mười phương cũng không muốn dạy người ta làm chuyện này luôn. Mà Ngài chỉ muốn nói lên cái sự thật là gì? Cái tịch tịnh rỗng lặng đó là cái hiện có từ lâu rồi. Cái hiện tướng rỗng lặng đó là cảnh giới tuyệt nhiên, không có đúng, không có sai, không hay, không dở, không đắc, không được, không có sở đắc, không có sở chứng, không có sở hành. Không có sở hành luôn nữa. Không có chỗ để chúng ta có thể lưu trú được, không có làm gì để cho có thể động được cái này. Dù là hằng hà sa số những tiếng ồn xảy ra tại đây, nhưng nó cũng không thể động được cái đang biết âm thanh, đúng không? Cái biết nó không phải do âm thanh mà nó động. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn lầm là mình bị động bởi âm thanh. Khi mà chúng ta thấy chúng ta động là lúc đó chúng ta đang lầm. Lúc mà chúng ta đang rõ ràng mọi sự vật, mọi cái hiện tượng mà chúng ta đang rỗng lặng mênh mông là chúng ta đang thấy đúng. Ở đây không phải do dụng công. Chúng ta đang có cái sự thật đang rõ biết mà không động này đang hiện hữu. Chúng ta hiện hữu nhận biết tất cả mọi cái này mà không động, cũng nghĩa là nói theo cái từ của Ngài Lục Tổ Hoằng Năng là gì? Định huệ đang hiện tiền.
chứ không phải định huệ đồng đẳng nữa. Hiện tiền vừa định vừa huệ, vừa rõ biết có nghĩa là huệ, mà không động có nghĩa là định. Thì tất cả những cái rõ biết của chúng ta ngay tại đây nó luôn luôn rõ thông mọi điều mà không bao giờ bị động. Cái rõ thông nó không bao giờ bị động, đúng không? Thì không động tức là định, mà rõ thông nó tức là huệ, có nghĩa là định huệ đang hiện hữu. Và đây là một sự thật đang hiện hữu cái này. Không có lúc nào cái này khuất mắt được. Thì lúc nào chúng ta cũng nhận biết hết tất cả mọi duyên. Thì cái nhận biết tất cả mọi duyên, mọi duyên đang động, cái nhận biết không phải là cái động. Cái nhận biết là cái tịch tịnh rỗng lặng. Và cái tịch tịnh rỗng lặng này hiện có, cho nên nó mới rõ hết tất cả những cái động. Làm sao mỗi khi mà chúng ta rõ tất cả mọi cái, thì khi đó chúng ta là gì? Chúng ta là đang ở một vị trí rỗng lặng để rõ thông, là chúng ta đang sống đúng với cái diệt đế hiện tiền. Diệt đế là một cái sự thật đang hiện hữu cái rỗng lặng thanh tịnh này. Chứ không phải là chúng ta dụng công để chúng ta lìa thoát, bây giờ hết chỗ để chúng ta lìa thì chúng ta thành không, thành rỗng, không phải như vậy. Rỗng này là cái đang có. Cho nên muốn đặt cái có vào cái đang rõ biết có đặt được không? Không được, không có dính được. Chúng ta muốn đem cái đẹp để chúng ta gắn vô cái chỗ rõ biết được không? Không được, gắn không có chỗ. Đó mới là cái chỗ vô trụ thật. Cái chỗ rỗng lặng rõ biết là chỗ vô trụ, không có ai trụ được nó, và nó cũng không trụ với ai. Mình muốn trụ, mình trụ cũng không được. Muốn cái chỗ rỗng lặng rõ biết này nó dính chỗ nào cũng không thể được. Muốn cái rộng lặng rõ biết rồi muốn động với cái gì nó cũng không động được. Chứ không phải là mình tu, mình gán, mình đè, mình ép rồi để một ngày nào đó mình được rỗng lặng là sai. Cái rỗng lặng do công phu là không đúng. Mà cái sự thật vốn dĩ là rỗng lặng, đang hiện tiền, đang hiện. Hiện hữu cái rỗng lặng cho nên nó rõ thông mọi điều, rõ mà thông. Đúng không? Không có vướng mắc chỗ nào nữa, và cũng không có chỗ nào vướng nó được nữa. Cho bây giờ nói cái kiểu gì giờ cũng không có dướng được cái đang rõ này, đúng không? Thì rõ ràng là lúc nào nó cũng rõ, lúc nào nó cũng thông, lúc nào nó cũng rỗng, lúc nào nó cũng tịch tịnh, lúc nào nó cũng yên lặng, lúc nào nó cũng định và huệ hiện tiền. Định huệ là một cái gì nó đang hiện hữu hiện tiền ở đây, chứ không phải định huệ là cái chúng ta tu tập mà được. Ý Ngài Văn Thù muốn nói chỗ này. Thì tất cả chúng ta nếu mà đủ cái sức để có thể thừa đương được cái việc lớn này, thì ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này, ngay khi chúng ta đang hiện hữu ở cái chỗ đang hiện hữu này, nó rõ ràng rỗng lặng tỏ thông mọi điều. Và cái rõ ràng rỗng lặng tỏ thông mọi điều đang tỏ thông vạn cảnh này, đang tỏ thông cái thân này, đang tỏ thông cái tâm này, đang biết rất rõ ràng là chúng ta đang người, đang nghe, đang thấy, đang biết ở đây. Chúng ta đang nhận biến ở đây, chúng ta đang hiểu hoặc là chúng ta không hiểu. Khi chúng ta đang nghe giảng cái này, nhưng mà vẫn có một cái gì đó hay biết là chúng ta đang hiểu cái này. Chúng ta đang hay biết là chúng ta không hiểu cái này. Chúng ta đang vui với cái chuyện này, chúng ta đang buồn với cái chuyện này. Chúng ta chấp nhận chuyện này hoặc là không chấp nhận chuyện này. Tất cả những cái đó đều được cái thanh tịnh kia rõ thông. Cái đó nó thông hết. Thì vậy là người hiểu hoặc là người không hiểu không thành vấn đề. Đúng không? Hiểu cũng là cái bị biết, mà không hiểu cũng là cái bị biết. Cho nên hiểu cũng không đúng, mà không hiểu cũng không đúng luôn. Và hai cái này nếu chúng ta thực sự không muốn dính vô thì chúng ta là người rõ thông. Chứ còn nghe pháp là muốn hiểu không à. Muốn hiểu để một chút nữa là tu, hoặc là mai tu, hoặc là tối tu gì đó. Chúng ta muốn nghe pháp để chúng ta nắm được cái pháp, nắm được phương pháp. Pháp không có nghĩa là cái phương pháp, là cách thức. Đó không phải là thật pháp. Thật pháp thì không phải là phương pháp, không phải là cách thức. Thật pháp là những cái luôn luôn hiện hữu mà chúng ta không thể nắm bắt được. Cái mà hiện hữu mình nắm không được thì đó mới là thật pháp. Thật pháp là không có pháp. Không có pháp ở trong cái thật pháp đó rồi, và cũng không pháp nào bám dính được cái thật pháp đó nữa. Bây giờ muốn trụ ở cái rỗng lặng thanh tịnh là chúng ta sai. Rỗng lặng thanh tịnh không có chỗ để chúng ta bám. Mình nói mình giờ được cái rỗng lặng thanh tịnh an lạc thích quá, thì giờ tôi muốn trụ trong đó, tôi muốn giữ cái đó hoài. Muốn là đã về đây, đã rời xa rồi. Muốn là không được. Vậy là mình không muốn.
Không muốn là muốn, không muốn. Chúng ta muốn, chúng ta không muốn cũng là một cái loại muốn khác nữa, muốn nữa. Muốn không muốn, đúng không? Thì là lớp thứ hai. Nếu cứ nghĩ rằng mình không muốn dính, mình không muốn mắc là được rồi, là tu rồi. Thấy cảnh rồi mình không có dính, mình không có gán, mình đừng có khởi niệm là mình tu rồi, đúng không? Nhưng mà không phải đâu, vậy không phải là tu. Dính đại mới là tu á. Vậy tức ta để tất cả mọi cái nó hiện nguyên của nó, ai biểu mình thò thọc vô làm chi? Giờ mắt chúng ta đang thấy, rõ ràng là đang thấy có nghĩa là đang dính. Và rõ ràng căn với trần chạm nhau là nó sự, cái sự nhận biết luôn xảy ra, đó là một cái sự thật của căn và trần. Căn trần mà nó chạm nhau nó không có thành, ví dụ như mình nói hoài mà ngồi người ngồi trước mặt mình không nghe, và có nghe nữa cố tình không có nghe thì mình đang sai sự thật rồi, đúng không? Bây giờ đang nghe, rõ ràng là đang nghe, cái mình gán mình nhiếp tâm để cho mình đừng có dính cái âm thanh, mình gán mình làm sao để cho mình đừng có hiểu cái này, gán làm sao mình đừng có biết cái này, đó là mình đang tu sao? Sai sự thật rồi. Sai với cái sự thật thôi chứ tôi nói là không tu, phải không? Nhưng mà người sai với sự thật rồi thì không thể nào chạm chân được tới chân lý đâu. Cho nên mọi cái nó vốn dĩ là hiện tiền. Nếu mình tôn trọng tất cả các pháp thì thể để các pháp hiện tiền nguyên là như vậy. Nó nguyên là như vậy, như mắt mới gì tới mình mà lấy với bỏ. Bây giờ là âm thanh hiện là mình vẫn rõ ràng. Khi chúng ta rõ ràng đến cái hiện thực đang hiện hữu của âm thanh ngay trong cái khoảnh khắc chúng ta đang nhận biết nó, chứ không phải chúng ta đang nghe nó, thì vậy là mỗi mỗi âm thanh đều hiện hữu như thật. Thì chúng ta cũng phải như thật rõ biết. Và cái khoảnh khắc mà như thật rõ biết đó luôn luôn là rỗng lặng và thanh tịnh. Bây giờ mình muốn có, mình muốn không là mình sai rồi. Muốn dính là mình muốn bỏ là mình sai rồi. Rớt vào cái tầng ham muốn, rớt vào cái tầng vọng động. Rồi mình nói mình nghe tiếng đó, nghe cái âm thanh đó, mình nghe cái gì đó, hoặc là mình thấy cái hình sắc đó là mình bị động tâm. Thấy hình sắc bị động tâm, nghe âm thanh bị động tâm là chúng ta bị dính mắc theo kiểu lý luận thường. Ở đây chúng ta nói kiểu lý luận thường. Thì như vậy là đương nhiên là cái thấy nghe hay biết của căn trần nếu lầm lẫn thì ngay đó là dính mắc. Chúng ta dùng cái từ là đang lầm thì sẽ có căn khác trần. Nhưng mà đang không lầm căn trần có khác nhau không? Khác không? Ai trả lời? Khác hay là không khác? Đang cái lúc chúng ta không lầm thì căn trần khác nhau không? Không khác, tại sao nói căn trần chị? Rõ ràng là nó có khác. Nhưng mà cái khác của cái người đang lầm và cái khác của người đang không lầm là một cái gì đó thật sự khác biệt. Chúng ta vẫn thấy mình đang thấy hình sắc, đúng không? Mình đang thấy hình sắc. Thì rõ ràng nếu chúng ta đang lầm là có người đang thấy và vật bị thấy, thấy rõ ràng là có người đang thấy và vật bị thấy. Cho tới khi chúng ta đang công phu, chúng ta đang tu tập với tất cả những trí tuệ Phật đạo, chúng ta đang biết mình thấy vật, đúng không? Như vậy là chúng ta có lầm không? Chỗ này đã có trí tuệ rồi, nhưng mà trí tuệ này chưa siêu. Mình biết mình đang nghe, mình biết mình đang thấy. Thì như vậy là mình học, lâu nay mình học thiền thì cái thấy, cái biết của mình đang biết mọi cái thì cái đó là cái thật, đúng không? Nhưng chúng ta chưa có một lần nhận ra được cái sự thật đang hay biết, mà chúng ta chỉ hiểu là có cái hay biết đó là thật. Hai cái này khác nhau hoàn toàn nha, để ý. Tất cả chúng ta đang ở trong cái tầng gọi là biết được cái hay biết là thật, hiểu được cái hay biết là thật, chấp nhận cái đang hay biết là thật, chứ chúng ta chưa từng cái hay biết mà không phải do hiểu, do chấp nhận. Chúng ta chưa từng một lần như vậy. Chúng ta có thể có một cái lần chúng ta thực sự là cái đang hay biết mà không phải do học hiểu, không phải do sự chấp nhận của mình. Bây giờ mình chấp nhận, mình cho điều này là đúng, cho nên mình ứng dụng, mình tu. Ứng dụng mình tu gọi là cái sử dụng cái pháp tu.
Thì bây giờ mình ngồi, mình thả lỏng toàn thân tâm mình để cái biết nó hiện ra, cho nên là âm thanh hiện lớn mình biết lớn, âm thanh hiện nhỏ mình biết nhỏ, âm thanh hiện vừa mình biết vừa, âm thanh hiện nhiều biết nhiều, âm thanh ít mình biết ít. Thì có nghĩa là mình đang trụ trong biết, đúng không? Cái biết để chúng ta trụ được sao? Cái biết trụ đó là không phải là cái biết tịch tịnh. Cái biết đang bị động, cái biết mà bị chúng ta sử dụng được, cái biết đó là thức biệt. Còn thực sự cái biết tịch tịnh này không phải là cái mà chúng ta có thể nắm bắt, không phải là cái để chúng ta sử dụng. Cho nên nói là dụng công là chúng ta hay biết, chúng ta thường biết, chúng ta hằng biết là chúng ta sai rồi. Đừng có nói là biết vọng không theo gì nữa là còn xa lắm lắm luôn. Còn xa mấy tầng nữa. Cho nên chúng ta phải thấy được cái sự thật là cái tịch tịnh rỗng lặng hay biết này không phải là cái để cho chúng ta vận dụng công phu. Nên biết điều này, nó không phải là sở đắc, không phải là sở hành, không phải là sở chứng, không phải là lấy, không phải là bỏ. Thì là không tất cả những cái chúng ta đang nói thì nói cái này nó đang hiện. Cái hiện này chúng ta không có làm gì được hết á. Cái thanh tịnh mà làm cho được để mà trở thành thanh tịnh, tịch tịnh á, mà gán dụng công để thành thì không phải. Nó vốn dĩ nó không phải do cái tu mà được, không phải do làm mà ra, không phải do hiểu, không phải do chấp nhận, không tất cả những cái này. Nhưng mà nó đang tịch tịnh rỗng lặng. Tất cả những cái tâm thức đều không thể nắm bắt được cái này. Tất cả những cái công phu thiền định cũng không nắm bắt được cái tịch tịnh này. Nó không phải do những cái công phu thiền định mà ra. Cho nên dụng công để được tịch tịnh là sai, sai sự thật. Vì sự thật đang hiện hữu rỗng lặng. Nó lạ lắm khi cái này nó đang hiện ở đây, dù mình làm cái gì đi nữa nó cũng là tịch tịnh. Cho nên chư tổ sau khi ngộ cái này thì nói nín động tịnh thể an nhiên, đúng không? Là hét múa đau xong trận vẫn là cái người thấy tánh theo cái kiểu của ngũ tổ thôi. Thì ở đây dù có la, có hét, có múa, có làm bất kể một cái chuyện gì trần tục nhất, cái đó vẫn là tịch tịnh. Chúng ta dám tin nổi điều này không? Không có bất kể một cái chuyện gì làm cho cái này động và dính mắc được cả. Nó tinh khôi, nó tinh anh từ muôn thuở cho tới hiện tiền. Và mãi mãi về sau không bao giờ ai có thể làm nhiễm được. Cái hiện tiền này không có người nào có khả năng làm nhiễm được. Cho nên trong Bát Nhã nói là sao? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không? Không thể nhiễm được. Sự thật nó không bao giờ bị nhiễm. Nhiễm là sai sự thật. Cho nên ngày nào chúng ta thấy nhiễm cái gì, có nghĩa là ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta đang làm sai sự thật. Chúng ta làm cái gì đi nữa, chúng ta thấy rõ ràng cái sự thật không nhiễm. Dù cho có cố nhiễm, nhiễm không được thì là chúng ta đang thấy đúng. Làm cái gì đi nữa cũng rõ ràng là nó đang tịch tịnh, nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh thực sự. Và cái rỗng lặng thanh tịnh là sự thật đang hiện. Chúng ta nên nhớ vậy, nó là sự thật chứ không phải là do chúng ta làm nó được. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên tất cả những pháp tu đều là gì? Dư thừa. Hay vậy nghĩ tu ha. Nghĩ tu thì phải sống được cái tịch tịnh thì nghĩ, không có tu. Phải nói lại, muốn nghĩ tu thì phải thấu thông và thành cái tịch tịnh này. Thì tu đã làm gì? Tu là thừa. Nhưng mà chúng ta thấy mình còn bị động, chúng ta thấy mình còn bị dính, có nghĩa là tiếp tục thấy biết sai lầm. Và bây giờ mình thấy là mình gỡ cái này, thấy mình tháo cái kia, thấy mình lìa cái nọ, thấy mình không dính cái này, mình không dính cái kia, mình không dính cái nọ là cái gì? Là tu, đúng không? Sai lầm thứ hai. Rõ ràng là mình còn thấy dính, mình còn thấy không dính. Thấy dính và không dính có nghĩa là còn thấy hai, thì không phải đó là cái thấy tịch tịnh. Cái thấy tịch tịnh là cái đang hay biết cái dính và cái không dính. Dính cũng bị cái tịch tịnh thấy rõ, và không dính cũng bị cái tịch tịnh thấy rõ. Thì cái thấy rõ, biết rõ ở hai đầu, có và không, dính và không dính, phải và trái, đúng và sai, thì đó là cái tịch tịnh hiện tiền. Tịch tịnh luôn luôn hiện hữu. Nếu ngày nào chúng ta thấy được cái điều này thì ngày đó khỏi cần tu nữa. Người nào thấy được sự thật này đưa tay lên. Tôi nuôi cơm suốt đời, ăn ngủ thôi, khỏi làm gì hết rồi.
Tôi phát nguyện nuôi suốt đời khỏi cần làm gì hết. Đòi thứ gì tôi cúng dường thứ đó cho ăn. Đòi đi du lịch xứ nào tôi lo tiền cho đi. Mà phải thấy được đánh sự thật tịch tịnh rồi nha, mà thấy cho được, nói cho được cho tôi nghe để thể hiện ra rõ ràng là mình đang sống trong cảnh giới tịch tịnh hiện tiền. Đó là sự thật. Thấy không? Chứ còn nếu mà chúng ta không thấy này mà chúng ta nói không tu là mình thêm một cái lầm gì nữa. Thêm cái lầm nữa, cái lầm này lầm lớn. Rất là nhiều người muốn đến chỗ này chứ không phải là không, nhưng muốn đến là không đến được. Từ chừng nào mà chúng ta hết còn ở chỗ để chúng ta muốn rồi. Hết còn chỗ để chúng ta muốn không có nghĩa là chúng ta chán đời, mà là chúng ta thấy sự thật chúng ta muốn cũng không được cái gì. Dính không được thì tất cả các pháp vốn tự ly. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ từ cái chỗ vô tránh là không dính mắc trong tất cả thấy nghe, từ cái chỗ thấy tất cả các pháp vốn tự ly. Mà nó vốn tự ly, vốn tự lìa thoát, vốn tự tịch tịnh, vốn tự thanh tịnh, vốn tự hằng lìa từ xưa tới bây giờ rồi. Sự thật đó đang có từ xưa tới giờ. Mà mình không thấy sự thật này cho nên mình thấy là động, mình thấy là dính, mình thấy là trói cột, mình thấy là ràng buộc. Đó là cái thấy lầm. Còn sự thật tịch tịnh rỗng lặng là sự thật đang hiện hữu. Cho nên việc đế làm cái gì muốn nói lên sự thật đang hiện hữu hiện tiền, không nói dư miếng, không nói thừa một miếng. Như vậy là nếu tất cả chúng ta là cái người học Phật, đủ cái trí tuệ Phật đạo, gọi là cái gì, đủ cái kiến giải, thì sao? Chúng ta phải thấy ra sự thật này. Thấy ra sự thật hiện tiền rỗng lặng thanh tịnh này là chúng ta đang có kiến giải chân chánh, hay gọi là có chánh kiến Phật đạo. Còn thấy lệch là chúng ta chưa đủ chánh kiến. Thấy cái gì đó thì phải coi chừng. Thấy chưa? Vì vốn dĩ tất cả các pháp lỗ vốn vô tránh, vốn tự ly, nó vốn tự tịch tịnh, tự định tự tịnh kỳ ý. Chứ nó không có thêm không bớt được. Nó vốn là gì? Vốn là vô tướng. Niết bàn là vô tướng. Vô tướng này mình nói hoài rồi đúng không? Vô tướng là niết bàn, là diệt đế. Đó là sự thật. Tất cả những cái tướng đang hiện đều là ảo tướng. Từ cái vô tướng, từ cái vô tướng đó cho nên tất cả tướng khó và tướng không hiện. Vì vậy mà khi chúng ta thấy có tướng có, tướng không, có nghĩa là gì? Là cái vận hành cái vô tướng đang hiện ra. Cái vô tướng đang vận hành. Chúng ta dùng cái từ cái nghĩa nó cũng gần gần thế gian chút, là cái sự vận hành giống như một cái nguồn máy đang vận hành rồi đó. Rõ ràng là cái vô tướng đang vận hành nha, chứ không phải cái vô tướng là cái chết lặng. Chúng ta dùng cái từ để chúng ta có một cái cảm nhận rằng có một cái vô tướng là một cái gì đó nó hết sức là sống động hiện tiền, chứ nó không phải là sự chết lặng. Cho nên không phải diệt hết tất cả các tướng còn cái không tướng, không phải. Tướng có và tướng không là hai tướng. Cho nên chúng ta diệt hết cái tướng có để còn tướng không cũng là tướng. Nhưng mà vô tướng này là không tướng có và không tướng không. Nó không phải tướng có và nó cũng không phải tướng không, mà nó đang hiện ở cái có. Tức là chúng ta đang thấy tướng có hình sắc chúng ta vẫn thấy, mà không hình sắc chúng ta vẫn thấy. Có nghĩa là chúng ta đang thấy của cái có và đang thấy của cái không, đúng không? Từ chúng ta cho tới một cái hình sắc trước mắt mình, như là cái nhà, cái tường, cái gì đó, thì cái khoảng rỗng giữa mình tới hình sắc là cái khoảng tướng không. Cái khoảng rỗng đó là đang hiện tướng không, và cái tướng có đang hiện trước mắt mình. Thì như vậy là khi mình nhìn thấy một cái là xuyên suốt từ không cho tới có, đúng không? Nhưng có bao giờ chúng ta thấy được, mỗi lần chúng ta thấy là ở nơi đầu chúng ta có cảm nhận là do có khoảng không này mình mới thấy cái hoa không? Chưa từng. Mình thấy hoa là mình thấy cái hoa, mình ở ngay cái hoa, chứ mình không có chịu ở cái khoảng rỗng này. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn không bình đẳng. Nếu chúng ta thực sự là người bình đẳng thì mở mắt ra thấy là thấy không tới cái có, rõ ràng là hai cái chứ không phải thấy một cái, đúng không? Chúng ta nghe giữa hai âm thanh, âm thanh thứ nhất và âm thanh thứ hai là có một khoảng rỗng. Nếu mà chúng ta thực sự sống đúng với cái bình đẳng là chúng ta nghe có âm thanh và không âm thanh, rồi có âm thanh, không âm thanh, là chúng ta đang nghe đúng. Như vậy là cái vô tướng là không có tướng có và không có tướng không. Như vậy là chúng ta dẹp cái tướng có qua một bên và chúng ta dẹp tướng không qua một bên, thì cái không tướng này hiện, đúng không?
Đối với đạo Phật không có cái chuyện lấy và bỏ. Đạo Phật là nói tới cái chuyện hiện thực hiện tiền. Như vậy là ở ngay nơi đây, cái hiện tướng có và hiện tướng không đang hiện rất rõ ràng trong cái không tướng. Cái không tướng đang nhận biết rất rõ ràng tướng có và tướng không, thì đó là vô tướng, là một sự thật đang hiện tiền ở đây, chứ không phải là cái mà chúng ta dẹp tướng có và dẹp tướng không nữa. Tướng không thì không ai có khả năng dẹp rồi, tướng có cũng không ai có khả năng dẹp luôn. Đừng có nói tu đạt tới vô tướng là tu dụng công một giai đoạn rất là dài, tôi đạt tới cái chỗ là không tướng có, không tướng không. Xin lỗi, nói dốc. Nói thật, không có nói như vậy. Nói thật là tất cả những tướng có và tướng không nguyên ở đó, không mất miếng nào. Từ xưa tới bây giờ tôi tu chưa từng mất một cái mảy may nào của cái có và cái không. Nhưng mà tôi đạt tới cảnh giới không tướng, đó là người nói thật. Có nghĩa là chúng ta không đụng chạm vào tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái đều hiện uyên nguyên của nó. Vì nhờ cái nguyên hiện nó mà chúng ta hiện luôn cái vô tướng. Và hay nói khác hơn là cái vô tướng đang hiện, cho nên tất cả tướng có và tướng không luôn hiện hữu, hiện tiền. Thật ra khi mà hiện tướng có và hiện tướng không trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, là cái vô tướng đang hay biết hai tướng có và không hiện. Thì cái vô tướng này là cái hiện thực đang hiện tiền, chứ không phải là cái do ai hết, không ai làm ra. Cái sẵn có và đầy đủ không thiếu thốn. Giờ nó muốn thấy cái có, nó dừng ở chỗ có, đúng không? Nó muốn thấy cái không, nó dừng ở chỗ không. Nhưng mà lúc chúng ta dừng ở bên có, lúc chúng ta dừng ở bên không, có nghĩa là chúng ta dừng một bên, có nghĩa là chúng ta rớt vô phân biệt, rớt vô so sánh, rớt vô cái gì sinh tử. Chúng ta thành có tướng có và có tướng không. Cho nên khi nào chúng ta thấy có tướng có và có tướng không, có nghĩa là khi đó chúng ta rời, chúng ta muốn dính mắc ở trong cái cảnh giới có tướng. Chứ chúng ta không coi trọng cái vô tướng đang hiện. Thì chúng ta tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là gì? Là luôn sống với cái khoảnh khắc hiện tiền vô tướng này, gọi là tu. Cái hiện tiền vô tướng này không phải lấy, không phải bỏ. Nhưng mà không phải là chúng ta dụng công để chúng ta không lấy nha. Không có cái chuyện công phu là không lấy, và cũng không có cái công phu là xả ly. Không có cái này, không xài tới cái này, không đụng tới cái vụ lấy và bỏ này. Không có nói tới cái chuyện đó nữa. Nói tới chuyện hiện tiền rỗng lặng, thênh thang đang hiện tướng có và tướng không. Thì vậy là lúc nào cũng hiện có, lúc nào cũng hiện không, là lúc đó chúng ta đang tu. Chúng ta đang rõ tất cả các cảnh duyên, là lúc chúng ta đang công phu ở trong cảnh giới vô tướng. Vì nó giống với phàm phu từ trước giờ không? Thì từ trước giờ mình cũng đang thấy, từ trước giờ mình cũng đang nghe. Nhưng mà chúng ta đang thấy, đang nghe, chúng ta ở đâu? Chúng ta ở cái chỗ hình sắc. Chúng ta ở cái chỗ có tướng. Có và có tướng không. Còn bây giờ tôi thấy thì đương nhiên là tướng có và tướng không đang bị tôi thấy. Tướng có và tướng không đang được cái vô tướng rõ. Cho nên nói kiểu gì tôi cũng thấy, nói kiểu gì tôi cũng biết. Biết hết, thấy hết, biết khắp, thấy khắp. Nhưng mà không có chỗ nào để mình có thể bám trụ được. Và tất cả những cái tướng cũng không có dính được chỗ này. Ngược lại nó không có dính mà xuôi ra nó cũng không có chỗ bám. Không có cái chuyện vào, không có chuyện ra, không có quay vô, quay ra vậy đó. Và lúc nào nó cũng hiện hữu không trong, không ngoài. Hiện hữu chỉ là sự hiện hữu đó thôi. Nói một tiếng là hiện hữu một tiếng. Nói một tiếng đó vừa dứt là hiện hữu cái gì? Không tiếng. Và nói tiếng kế tiếp là hiện hữu có tiếng. Chúng ta làm sao mà chúng ta trọn từng cái khoảnh khắc một như vậy thì chúng ta đang tu á. Tại vì niệm trước, niệm sau và niệm giữa không, không tương tục theo cái kiểu dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Ai rồi? Một tiếng thứ nhất rồi có khoảng rỗng lặng, tiếng thứ hai có khoảng rỗng lặng, tiếng thứ ba không tương tục. Nó không có tương tục được, đừng có nói là một dòng tư tưởng, một ý nghĩ là tương tục. Không có làm sao tương tục được. Nếu mà không có khoảng rỗng không có ý thứ hai, không có khoảng rỗng là không có âm thanh thứ hai. Giữa hai cái phím đàn không thể nào mà đàn dính xà nẹo mà thành bản nhạc được. Không được. Thì vậy là
Cái vô tướng này nó làm tất cả các tướng có và tướng không, từ thô tới tế nó hiện tiền. Lúc nào mà chúng ta ở cái chỗ vô tướng thì chúng ta sẽ thấy rằng từ thô động cho tới cái vi tế, từ động cho tới tịnh, từ rỗng lặng mênh mông cái thanh tịnh gì nó cũng đang hiện trong cái vô tướng hết. Cái định nó cũng hiện trong cái vô tướng nữa, và cái động nó cũng hiện trong vô tướng. Hai cái định và động đều là như nhau, có và không đều là như nhau. Khi nào một lần chúng ta thấy tất cả các pháp vốn như, nó là như vậy, hiện như vậy, chứ nó không thể khác hơn được nữa. Mỗi mỗi điều hiện hữu là như vậy, tức là hiện hữu trong cái vô tướng. Cái vô tướng hiện hữu cho nên mỗi mỗi đều hiện thành như. Nó không có là quyển, nó không có là giả, nó không có là nhân duyên, nó không có là gì hết, nó vốn tự như. Như là nó không phải nhân duyên, không phải nhân duyên, mà cũng không phải tự nhiên. Cái như này nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó là cái hiện hữu vô tướng. Thì vậy là nó không có chỗ để y tựa, nó không có chỗ để so sánh. Bây giờ khi cái thấy có tướng và cái thấy không tướng á, là chúng ta đang thấy hai tướng. Mà thấy hai tướng có nghĩa là gì? Cái thấy so sánh không? Thấy như vậy là so sánh. Tại sao? Tại vì cái thấy căng trần là so sánh. Cái thấy không căng trần, cái thấy vượt thoát căng trần, cái thấy bằng vô tướng thì thấy có và thấy không không? Vẫn thấy hai cái không giống nhau mà không khác nhau. Khi nào mà chúng ta hiểu được cái không giống và không khác thì khúc đó chúng ta mới biết rằng chúng ta có trí tuệ vô tướng. Vô tướng là một loại trí tuệ. Để thấy tất cả các cái này nó đang hiện hữu, không có cái nào giống cái nào, nhưng mà nó không có cái nào khác cái nào. Nó luôn so sánh mà không có sai biệt. So sánh mà không sai biệt mới là trí tuệ, còn so sánh mà sai biệt đó là trí thức. Cho nên cái người khác nhau ở cái người thấy đến sự thật thì thấy tất cả vạn hữu đều sai khác. Không có nào giống cái nào hết đó, nhưng mà nó không có khác nhau chỗ nào, thì cái đó là thấy trí tuệ. Còn thấy có sự sai khác mà khác biệt là trí thức. Nhưng chúng ta đang xài cái sự sai khác mà là khác biệt, đúng không? Làm sao chúng ta đủ kiến giải, đủ trí tuệ để chúng ta thấy rằng tất cả vạn hữu này là không có cái gì khác biệt, nhưng mà luôn luôn là sai khác, không có nào giống cái nào. Vì sao vậy? Vì mỗi cái nó đều hiện nguyên hình của nó, hiện nguyên tướng của nó. Nguyên tướng của nó thì nó không phải tướng thứ hai. Nguyên tướng của nó là không phải tướng thứ hai. Nhưng mà tướng thứ hai và nó không có cái gì khác biệt. Vậy vậy? Âm thanh thứ nhất không phải là âm thanh thứ hai, nhưng mà âm thanh thứ hai không bao giờ khác âm thanh thứ nhất. Không khác. Âm thanh và cái chỗ rỗng lặng này không phải là một. Tại rõ ràng âm thanh là cái sóng âm đang hiện, và cái chỗ giữa hai âm thanh không phải là hiện sóng âm. Vì vậy là cái khoảng rỗng của hai cái sóng âm này nó có liên kết với nhau không? Có không? Liên kết hay là không liên kết giữa hai âm thanh? Nếu ai thấy ra được cái khoảng này giữa hai âm thanh có liên kết, và cái sự mà rỗng của hai âm thanh đó nó không khác gì âm thanh đang hiện. Âm thanh đang hiện và cái khoảng rỗng của âm thanh, hình sắc đang hiện và cái khoảng không hình sắc này, nó hoàn toàn là không giống nhau, là sự sai khác của nó, nhưng nó hoàn toàn không khác nhau về cái hiện tướng đang hiện tiền. Đó gọi là sắc chẳng khác không. Ngay chính nơi sắc đó nó không có khác với cái không, và cái không đó với cái sắc này nó cũng không có sai biệt với nhau. Cái gì gọi là không chẳng khác sắc? Sắc tức là không, nhưng mà sắc tức có nghĩa là nó còn xa. Sắc đó là hiện hữu không mới đúng. Chính sắc đó là không, cho nên gọi là sắc tức thì không. Chính cái không đó là sắc, cho nên gọi là không tức thì sắc. Trong cái bài kệ Bát Nhã, có lần chúng tôi làm bài kệ đó, sắc ấy chính sắc, tức là sắc tức thì không. Không ấy chính không, tức là không tức thì sắc.
Khi nào chúng ta thấy cái không đó chính là không thì cái không đó tức là sắc. Khi nào chúng ta thấy cái sắc đó tức là sắc thì sắc đó tức là không. Nhưng mà sắc đó chính là không thì sắc đó mới chính là sắc. Không đó chính là sắc thì không đó mới chính là không. Nó hỏi hết hiểu luôn. Rồi bát nhã nó có những cái mà nó vượt qua ngoài cái hiểu, cho nên không hiểu là trúng á. Hiểu là sai, chỗ này không được hiểu. Mà chúng ta phải thấy lên cái sự thật là cái vô tướng đang hiện hữu nơi cái tướng đó, cho nên sắc đó chính là không. Sắc đây chính là không chứ không là tức. Và sắc chính là nó. Nó vừa là không mà nó vừa là nó. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cho nên nó khác không thì nó không có thể là không được. Nhưng mà nó chính là không. Và cái không nó cũng chính là không. Cái sắc đó nó cũng chính là sắc. Và cái sắc đó cũng chính là không. Sắc đó mới chính là sắc. Cái thật sắc là chính nó. Cái thật sắc là không hiện đó. Hiểu không? Đó là bát nhã đó. Bát nhã nói kiểu kỳ cục cái gì đó. Nếu mà sắc này có một chút khác không thì không phải tức là không, đúng không? Không này có một chút khác sắc thì không, không phải tức sắc. Cho nên trong bát nhã nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thì vậy là ngay nơi sắc đó chúng ta thấy thật sắc đang hiện tướng là nó. Nhưng mà đang hiện tướng không cũng là nó đang hiện tướng không. Chúng ta nhìn thấy hình sắc mà đang có tướng có và tướng không hiện tiền. Hiện tiền ngay cái khoảnh khắc này là liền hiện hai cái tướng có và tướng không một lượt. Tướng khó đang hiện đó. Mà mình nếu bây giờ mình lý luận nó là ảo tướng, nó là nhân duyên hợp, cho nên là nó hết nhân duyên, nó có, nó nhân duyên hợp đầy đủ thì nó có, nhân duyên hết rồi nó là không. Thì bây giờ mình làm cho nhân duyên nó thành không thì sắc nó là không, hoặc là thời gian nữa sắc là không, hoặc là đương thể nó tức không. Không có đương thể, không có đây, không có thể và dụng, mà là hiện tiền sắc là đang hiện tướng có và tướng không. Ngay trong cái khoảnh sắc na hiện tiền đó là hiện hữu cái tướng có và tướng không. Vì sao vậy? Đang cái vô tướng đang hiện ở đây thì cho nên tất cả mọi cái đều đang hiện luôn một lượt, cả hai cái có và không, không khác nhau. Nếu không có cái vô tướng ở đây thì cái tướng này không hiện. Như vậy là nói hiện tướng hay là hiện cái vô tướng đúng? Hiện tướng cũng đúng mà hiện vô tướng cũng đúng luôn. Tướng và vô tướng đang hiện hữu ở đây. Từ cái vô tướng đang hiện tiền cho nên tất cả các tướng đang hiện. Và tất cả tướng đang hiện trên nền của cái vô tướng, cho nên tướng là vô tướng, chứ không phải tướng không. Tướng có và tướng không là hai tướng khác biệt nhau. Nhưng mà hai tướng có và tướng không cũng đang hiện tiền trên cái vô tướng này. Cái không khác nhau giữa tướng có và tướng không vì nó vốn dĩ là vô tướng. Nhưng mà nó rõ ràng biện biệt tướng có và tướng không. Cái đang biện biệt giữa cái có và cái không thì cái đó chính là cái vô tướng hiện tiền. Vô tướng đang hiện hữu chứ không có gì khác. Đó là bát nhã. Cái câu mà người ta nói bát nhã vô tri, vô sở bất tri à, bát nhã không biết mà không có gì không biết. Không biết là cái gì và biết là cái gì, gần như từ xưa giờ chúng ta chưa từng nghe qua, đúng không? Ở chỗ không biết gọi là bát nhã vô tri. Không biết có nghĩa là gì? Là không ở trong thức để biết. Mà biết tất cả là gì? Cũng ở ngoài thức mà rõ thông mọi điều. Cho nên cái chỗ bát nhã này không phải là cái biết của thức, mà nó chính là cái thấy của trí. Mà cái thấy của trí là thấy khắp, cho nên gọi là vô sở bất tri. Cái biết của thức là cái biết nhỏ nhiệm, cho nên là không biết. Không biết bằng cái biết chút xíu kia. Vì biết thức là biết chia chẻ và nhỏ nhiệm, cho nên không phải là bát nhã. Vì vậy mới nói là bát nhã vô tri, có nghĩa là không xài cái biết nhỏ này, không xài cái biết so sánh phân biệt này, không sử dụng tất cả những cái so đo, những cái động niệm,
Những cái phân biệt chia sẻ kia là không có trong chân trời Bát Nhã, cho nên gọi là Bát Nhã vô tri. Vô tri cái người ta nghe nói vô tri có nghĩa là một người không hiểu không biết. Mà không hiểu không biết á thì đâu biết làm cái gì. Thì chúng ta nghe ngược lại câu vô sở bất tri có nghĩa là không có cái gì mà Bát Nhã không biết. Thì vậy là khi mà chúng ta biết như cái thế nào gọi là vô sở bất tri, không có cái gì không biết, có nghĩa là gì? Là có cái biết khóc chứ không biết nhỏ nhiệm, không biết phân biệt, không biết so sánh. Thế giờ là hiện tiền có cái rõ thông của hình sắc và âm thanh không? Có, đúng không? Quý vị đang thấy, quý vị đang nghe mà. Quý vị đang thở, quý vị đang xúc chạm và quý vị đang suy nghĩ luôn nữa. Có nghĩa là lục căn bây giờ đang hoạt dụng. Chúng ta có cái biết lược đủ này không? Thực sự chín chắn mà ngồi lại một chút đi, chúng ta nhìn rõ là 5-6 cái anh này đang hoạt động không? Chứ nếu biết của thức đó là khác à. Biết thức là chúng ta chỉ biết mắt chúng ta đang thấy, và chúng ta biết hình sắc chúng ta đang thấy thôi, không có biết tới âm thanh, đúng không? Âm thanh nói mình không hiểu. Nhưng mà khi chúng ta thả lỏng hoàn toàn, để cho lục căn hoạt dụng một lượt, và chúng ta rõ một lượt lục căn đang hoạt dụng ở đây, thì cái gì mình cũng biết hết. Cái chạm mắt mình biết chạm mắt, cái chạm tay mình biết chạm tay, cái chạm mũi mình biết chạm mũi, cái chạm lưỡi mình biết chạm lưỡi, cái thân xúc chạm mình biết thân xúc chạm, và cái ý duyên pháp trần chúng ta đang biết rất rõ. 6 cái này hiện ra gọi là vô sở bất tri, không có cái nào mà chúng ta không biết. Vì vậy mà khi chúng ta rớt vào cái biết so sánh phân biệt, tức là chúng ta rớt vào cái tri của thức, thì gọi là Bát Nhã không có cái này, gọi là Bát Nhã vô tri. Bát Nhã không có cái này. Như vậy là muốn thấy bằng cái thấy của Bát Nhã thì không thể thấy bằng cái riêng tư của căn và trần. Còn thấy bằng căn thì riêng tư rồi, là tri của thức, biết của thức, cho nên Bát Nhã không chấp nhận, được gọi là Bát Nhã vô tri. Và vô sở bất tri chính là Bát Nhã thật. Tức là cái thấy biết của Bát Nhã là không có một cái gì có thể lầm lẫn, và thấy khắp tất cả mọi cái. Và cái thấy khắp này không có nghĩa là cái so sánh phân biệt, nhưng mà thấy tất cả dạng pháp, có nghĩa là đang thấy bằng cái sai biệt. Đã nói dạng pháp có nghĩa là có nhiều pháp, mà tất cả các pháp đều được rõ thông, có nghĩa là đang rõ thông cái sai biệt của vạn hữu. Mà cái sai biệt đó là hoàn toàn không có một mảy may gì khác biệt hết, thì đó là trí tuệ Bát Nhã vô tướng. Vô tướng tức là Bát Nhã. Vô tướng có nghĩa là thật tướng đang hiện hữu. Vì vậy là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nhận rõ tất cả mọi cái, có nghĩa là chúng ta đang ở trong cảnh giới vô tướng để nhận biết mọi điều. Chịu không? Hay là mình muốn thấy bằng cái gì? Sự thật đang hiện hữu cái vô tướng. Nếu chúng ta chấp nhận được sự thật này thì hết tất cả những cái khổ đau. Không nói khổ đau ở đây được nữa, hết đất đứng rồi. Dính cũng không được, mất cũng không được, lấy cũng không được, bỏ cũng không được, trụ cũng không được, chấp cũng được, chứng không được, đắc không được. Không có. Không có thời gian, không có không gian, không có chỗ trụ, không có chỗ bám, không có sở hành, không có sở đắc, không sở chứng. Không tất cả những cái. Mà không tất cả những cái có khi rớt vào gì? Rớt vào tướng không. Nhưng ở đây không phải như vậy. Không tất cả các tướng có và tướng không luôn nữa thì mới thoát ra. Tướng có và tướng không cũng không. Cho nên là chúng ta dụng công, chúng ta có khi bị rớt. Phải nói là được chứ đi, chứ đừng nói là bị, là tại vì mình cực khổ nhiều chục năm hình thiền quá, cái chúng ta được cái khoảng rỗng lặng thênh thang, không có động niệm là tướng không nó đang hiện á. Cái rỗng chúng ta đang nhận biết. Nhớ như vậy, khi mà chúng ta đạt tới thiền định rồi, chúng ta đang tới cái chỗ mà nó yên ổn, nó thanh tịnh, nó rỗng lặng. Thì vậy là chỗ yên ổn, thanh tịnh, rỗng lặng đó là cái đang bị mình nhận biết. Thì nó là không tướng hiện ra, ở tướng không hiện ra. Tướng không hoàn toàn khác với cái không tướng. Tướng không không bao giờ biết được cái không tướng. Nhưng mà không tướng nó luôn biết được cái tướng có và tướng không. Tướng không thấy vậy chứ mà nó vô tri. Tướng có cũng là vô tri. Nhưng mà cái tri có nghĩa là cái không tướng.
không tướng mà thường tri, thì đó là thật tự. Như vậy là đừng có nói là tôi nhận được tánh rồi, cái sao có lúc tôi biết, có lúc tôi không biết. Tánh không có nói chuyện lúc biết lúc không. Lúc biết lúc không là thức. Cho nên có đôi lúc mình cũng lặng lẽ mà thường tri, nhưng mà có lúc mình cũng động niệm. Cái mình cho rằng là mình không có trụ được trong tự tánh, không phải không có trụ được trong cái thức lặng yên đó, chứ không phải không trụ được trong tánh, phải nói cho rõ ràng. Mà có nhiều người như vậy lắm. Đó, mình rõ ràng là ngày hôm qua mình rớt vô cái khoảng không của tự tánh, mình rõ biết mà không phân biệt. Nhưng mà được có một chút rồi mất hả thầy ơi? Thì nếu mà ông thầy khác là con gán, con lắng lòng thanh tịnh, con gán tu, con gán lại Phật gì gì đó để cho mình trở lại cái cảnh mà rỗng lặng rõ biết kia. Đúng không? Nhiều thầy cũng khuyên vậy là được, là tốt rồi đó con, gán đi. Nhưng mà nếu mà sự thật, khi mà chúng ta thấy bằng cái vô tướng thì nó không phải như vậy. Khi thấy bằng vô tướng thì tuyệt nhiên không phải là lúc này không, lúc kia có. Mà cái vô tướng là luôn luôn hiện. Thì cái vô tướng luôn luôn hiện thì nó hiện cả hai tướng, tướng có và tướng không. Cho nên mình thấy tướng không cũng như là mình thấy cái tướng có. Thấy tướng có cũng như thấy tướng không là hai bên gần như không có một cái mảy may nào khác biệt. Thì thật tướng đang hiện tiền là vô tướng. Và được như vậy thì chúng ta có thể nghỉ ăn cơm trưa. Chiều chúng ta học tiếp. Bây giờ cho tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Xin trọng ơn tất cả
đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết Ta Bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật Tổ Oai Linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết Ta Bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết Ta Bà vui đến thế,